Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Lexus GX460/2021 là cái tên mang trong mình những tinh hoa và phẩm chất tiêu biểu của thương hiệu Nhật Bản, luôn được đánh giá cao trong nhiều bảng xếp hạng top những mẫu SUV tốt nhất thế giới. GX460 có rất nhiều ưu điểm vượt trội từ trong ngoài, đặc biệt là ở khả năng off-road. Lexus GX460 lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2009, xe được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. GX460 chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những đối thủ như Mercedes G-Class S500, xe Audi Q7, xe BMW WX7 hay Volvo XC90. Lexus GX460/2021 sở hữu một ngoại hình thể thao và vuông vức với kích thước tổng thể 4880-1885-1845mm và trọng lượng không tải 2735kg. Nhìn từ phía trước, xe quen thuộc nhờ cụm lưới tản nhiệt hình con sút đặc trưng, các lá kim loại xếp dày đặc kết hợp với hốc gió hình lưới tổ ong hài hòa, đẹp mắt. Hai bên là đèn pha dạng LED tạo hình chữ L quen thuộc nhưng vẫn đầy thu hút. Cản xe cũng thiết kế nhô cao nhằm tăng tối đa tính thể thao cho sản phẩm này khi nhìn từ phía trước. Nhìn ngang, Lexus GX460 tạo sự khỏe khoắn, chắc chắn nhờ những đường gân dập nổi mạch lạc, rõ ràng. Ngoài ra, khu vực thân cũng xuất hiện những thanh nẹp mạ chrome sáng bóng góp phần đáng kể vào việc mang lại tính sang trọng cho tổng thể chung. Phía dưới, mẫu xe Lexus 7 chỗ này sử dụng bộ la răng hợp kim kích thước 18 inch cùng những khối bạc cứng cáp, vững vàng. Đôi xe cho cảm giác chắc chắn, chững chạc và phảng phất đường nét của người anh em Toyota Land Cruiser Prado 2021. Đặc biệt, Lexus sử dụng những đường nét gồ ghề, gấp khúc ở khu vực này, qua đó tăng tối đa tính mạnh mẽ cho xe khi nhìn từ phía sau. Tổng quan ngoại hình của Lexus GX460/2021 khá đẹp mắt. Tương tự như ngoại thất, nội thất của xe cũng được thiết kế khá đẹp mắt và sang trọng. Với chiều dài trục cơ sở đạt 2790mm cho 7 chỗ ngồi, Lexus GX460/2021 chỉ có thể mang tới sự rộng rãi cho người sử dụng. Toàn bộ 7 vị trí ngồi đều được bọc da cao cấp. Ngoài ra còn hiện đại với hàng loạt tính năng tích hợp như ghế trước chỉnh điện 10 hướng cùng các chức năng làm mát, sưởi, thông gió. Hàng thứ hai có thể sưởi ấm, hàng ghế thứ ba có thể gập điện và ngả. Vô lăng xe là kiệt tác thực sự khi cho thấy sự kết hợp hài hòa từ những chất liệu thượng hạng như gỗ Shimamoku, da cao cấp. Tay lái này cho cảm giác thoải mái, dễ chịu tối đa tới người cầm lái. Ngay cả ở những hành trình dài cũng không hề có cảm giác cấn hay cứng tay. Ngoài ra, còn rất tiện dụng nhờ hàng loạt nút bấm trang bị ở hai bên. Dung tích khoang chứa đồ của xe lên tới 3,5m3 và có thể tăng lên 14m3 khi gập hàng ghế thứ ba. Lexus GX460/2021 sở hữu hàng loạt tiện nghi hiện đại và hấp dẫn hàng đầu hiện nay như hai bộ kết nối LATCH, Bluetooth, hai cổng USB, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại. Cùng với đó là màn hình cảm ứng 8 inch, Amazon Alexa, Siri Eyes Free, đài vệ tinh, ổ cắm điện kiểu gia đình 120V, hệ thống âm thanh gồm dàn 9 loa cao cấp cho chất lượng âm thanh chân thực, sống động. Ngoài ra, không gian khoang hành khách cũng luôn có được sự mát mẻ, trong lành nhờ hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập cho khả năng làm mát nhanh, mạnh cũng như chế độ lọc khí ấn tượng. Trái tim của chiếc xe là động cơ V8 4.6 lít tích hợp công nghệ Dual VVT-i, có thể tạo ra công suất tối đa 292 mã lực và mô men xoắn cực đại 438 nm. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, xe cho khả năng vận hành mạnh mẽ, ấn tượng. Trải nghiệm vận hành trên sản phẩm này còn trở lên trọn vẹn hơn nhờ hệ thống khung xe chắc khỏe với kết cấu body, on, frame ấn tượng. Thân xe nằm trên khung được làm bằng thép chịu lực cường độ cao, giúp làm giảm lực xoắn khi đi trên những địa hình hiểm trở. Do đó, GX460 có khả năng off-road vô cùng hoàn hảo. Hầu như tất cả các khách hàng trải nghiệm vận hành trên sản phẩm này đều dành cho nó vô vàn những lời khen ngợi. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Mm-hmm.